Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay Hoàng xin review cho anh em xem con cưa xích dòng xưa Sertin 020T anh em nhé. Đó, dòng cưa tay cụt xịn sò nhất trong các dòng cưa tay cụt nhá. Đó, nó cực khỏe luôn. Và đồng bền nó rất là cao rồi em nhá. Phụ tùng thay thế thì rất là nhiều. Đó, con này là dòng Sertin 020T nha anh em nhá. Đó, con này thì nòng của nó là 40 ly luôn. Cưa tay cụt của nòng 40 ly luôn anh em. Mà giờ hãng của Sertin nữa, lốc nhôm nữa anh em nhá. Nên vòng tua rất cao, rất khỏe luôn em nhá. Đó, con này là lam của nó, lam đầu Latin luôn anh em. Đó, lam là lam đầu Latin luôn nha. Lam của nó dài 40, sử dụng được 35 anh em nhá. Đó, xích là xích 91, xích là xài chung với tất cả các dòng Sertin 170, 020 đấy anh em, 250 đều xài xích chung nhau anh em nhá. Đó, xích là xích giống nhau hết. Lam và lam đầu trượt luôn em nhá. Lam zin rất đẹp. Đó, con này là máy, nói chung là hàng xịn sò nhất cho các dòng cưa tay cụt. Con này mã số máy của nó là 11129413562 anh em nhé, 11294532. Máy rất đẹp và mới luôn, zin nguyên bản. Con này là anh em xài gia đình cực kỳ ok luôn, và anh em cắt cành chuyên nghiệp, nếu anh em xài nhiều ấy, anh em xài nhiều mà anh em cần một cái máy cưa khỏe để anh em leo lên ngọn cây, anh em cắt những cái cây lớn. Đó, ví dụ như anh em cắt dừa hay là anh em leo lên cái ngọn mà cái máy cưa mà nó phải khỏe, cưa khỏe nên nó mới cắt được cây dừa anh em nhé. Ngọn dừa nó cũng rất là to rồi. Đó, nên anh em sử dụng cái con máy này đi cắt là rất là phù hợp cho công việc anh em luôn nhá. Cái dòng cưa tay cụt nhỏ của Nhật ấy thì nó không đáp ứng nổi cho anh em được. Nên nó có sản xuất được cái dòng máy cưa 020T này anh em. Rất là ít hiếm nha anh em. Đó, dòng máy ít khi nào mà tìm cũng khó gặp anh em. Có duyên mua được mấy dòng máy này thì anh em nhá. Đó, hôm nay bên em mới về được một cây 020T này anh em. Rất đẹp luôn. Margin Germany anh em nhá, Sertin. Cái dòng 020T này thì phụ tùng của nó là vừa tất cả các dòng cưa MS200 này, rồi 020 này, tay dài, nó gắn vừa bộ phận qua nhau anh em nhá. Nên đồ nó rất là thông dụng luôn. Đó, rất là dễ xài, dễ sửa. Anh em nào chốt xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0039 anh em nhá. Kháng xích còn ok nhá. Bao zin anh em từ A đến Z nha anh em nhá. Ốc bác bao máy là nòng bạc zin hết từ A đến Z luôn nha. Đó, làm bằng làm đồ Latin. Đó, con này bên em nó bán với giá là 5 triệu anh em nhá. Đó, 5 triệu Việt Nam đồng. Anh em nào chốt xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0039 nha em nhá. Đó, bao ship tận nhà cho anh em luôn nha. Đó, bây giờ sẽ test nổ cho anh em xem con này. Con này thì là nòng nó 40 ly nên nổ rất là khỏe luôn nha. Anh em nghe tiếng đảm bảo là anh em bất ngờ luôn, bởi vì dòng một con máy mà nó gọn này mà nghe nó cái công suất máy nó rất là khỏe. Đó, nên anh em nghe tiếng máy là thấy nó lực lưỡng lắm không. Đó, bây giờ bạn sẽ test nổ cho xem nha. Chút nha anh em, 4,5 kg. Đó, anh em nào mà cần dòng cưa khỏe thì anh em lên để trực tiếp qua số điện thoại 0345 0039 em nhé. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em.